Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Cù Minh Bình trú tại phường Thống Nhất thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Trước đó vào tối ngày 24 tháng 7, Bình đến phòng trọ của anh Nguyễn Hoàn Hảo ở phường Tân Lợi thành phố Buôn Ma Thuột để ăn nhậu. Bình say rượu nên vào phòng ngủ của anh Hảo nằm nghỉ. Anh Hảo đi vào và thấy Bình đang nôn ra phòng ngủ nên đã mắng và yêu cầu Bình dọn dẹp. Lời qua tiếng lại khiến giữa hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Bình đã dùng dao đâm vào ngực anh Hảo. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Tại Nghệ An, Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ đối tượng là nhân viên bán hàng ô tô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ nên đối tượng đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây mà mình đã tư vấn, sau đó đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện, sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe, nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho đối tượng. Nắm được tài sản của khách hàng, đối tượng đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra, đối tượng còn đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái, thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố. Bằng các thủ đoạn như trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vào chiều ngày hôm nay, lãnh đạo công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, sau khi xảy ra sự cố tàu SE11 bị chật bánh hai toa xe tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, các đơn vị ngành đường sắt và các bên liên quan đã tập trung nỗ lực khắc phục sự cố và đã sớm thông tuyến trở lại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày hôm nay, tàu SE11 đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến đoạn tại đường sắt đô thị ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị chật bánh tại toa số 10, số 11. Trong đó, toa số 10 là toa hành khách. Ngay khi sự cố xảy ra, nhân viên điều độ lập tức phát lệnh phong tỏa khu gian Lăng Cô, Hải Vân Bắc để tổ chức cứu viện. Ngành đường sắt đã cắt 4 toa tàu bị ảnh hưởng do sự cố nói trên để tiến hành cứu hộ. Còn đoàn tàu vẫn tiếp tục khởi hành chở hành khách vào Đà Nẵng. Được biết khi xảy ra sự cố, trên tàu có 422 người, đã có 175 người xuống ga Đà Nẵng và số còn lại tiếp tục hành trình. Trận lũ quét vào đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản. Vào hồi 13 giờ 23 phút chiều ngày hôm nay, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam giới tại khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Hủy Mí, huyện Mường Trà. Do lượng củi, rác cộng với đất đá đổ về khu vực lòng hồ quá nhiều, khiến công tác tìm kiếm tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Các thành viên của tổ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực lòng hồ đã không thể dùng thuyền mà phải bơi, dò tìm. Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày mới có thể đưa được thi thể của nạn nhân lên bờ. Nạn nhân được xác định là người đàn ông trú tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn. Ngay khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Công an huyện Mường Trà đã mời gia đình cùng với chính quyền địa phương đến để nhận diện, đưa về tổ chức mai táng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại xã Mường Pồn, còn có 3 nạn nhân nữa bị mất tích chưa được tìm thấy. Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn và huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị là tư duy mới về xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong đó có hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân. Hiện đại ở đây được hiểu là hiện đại về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, phương tiện và trình độ cán bộ chiến sĩ. Bởi phương tiện khoa học kỹ thuật, vũ khí, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, hiện đại sẽ đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đây cũng là lời căn dặn chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng công an nhân dân. Nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025, lực lượng công an nhân dân của chúng ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh,
cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao phải tiến thẳng lên hiện đại. Thế một số lĩnh vực ấy là có thể tiến thẳng lên hiện đại. Thể hiện một quyết tâm ý chí rất cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta và đặc biệt là lực lượng công an nhân dân phải ra sức thực hiện cho bằng được những mục tiêu cụ thể đã đề ra. Những lời căn dặn, chỉ đạo của Tổng Bí thư luôn đầy tâm huyết và mang tầm nhìn chiến lược. Trong phòng chống tội phạm, Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng công an nhân dân. Tổng Bí thư cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân phải nâng cao năng lực, sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để đấu tranh với các loại tội phạm. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, phương châm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là xây dựng con người là trung tâm, xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc và đi đôi với hiện đại về hậu cần, kỹ thuật phương tiện. Lãnh đạo Bộ Công an liên tục có những chỉ đạo trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm. Đã có nhiều cách làm hay, biện pháp mới gắn với việc thực hiện hiệu quả nghị quyết 12 được xuyên suốt, đồng bộ. Với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ và tình hình tội phạm đã có nhiều thay đổi với những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, tận dụng công nghệ để gây án. Đây là Catherine Chick Roman, đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm tín dụng đen có trình độ công nghệ cao. Roman thành lập nhiều công ty núp bóng hoạt động cho vay nặng lãi. Mỗi công ty giữ một nhiệm vụ, vai trò khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nhìn bề ngoài, chúng hoạt động hoàn toàn riêng lẻ, nhưng tổng thể lại khép kín dưới sự điều hành của người nước ngoài. Quá trình điều hành doanh nghiệp, chúng hoàn toàn sử dụng các phần mềm và ứng dụng công nghệ đã cài đặt sẵn trên hệ thống để quản lý hoạt động của nhân viên trong công ty. Khách hàng chỉ cần tải ứng dụng ecash.vn và oncredit.vn để điền đầy đủ thông tin và đăng ký khoản vay. Hạn mức vay lần đầu tối đa 500.000 đồng, thời hạn dưới 5 ngày và không tính lãi. Đối với các lần vay sau, các đối tượng sử dụng phần mềm, hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 đến 30 ngày. Tuy nhiên, những lần vay tiền sau này, đường dây sẽ tính lãi phí một cách cắt cổ từ 365% đến 1.971% một năm. Cái việc mà chuyển hướng công nghệ và áp dụng khoa học công nghệ rất là quan trọng, đặc biệt là khi mà chúng ta là cái vai trò là điều tra viên, trinh sát viên, nếu như mà không nắm rõ về các kiến thức công nghệ cũng như là các cái kỹ năng để mà khai thác, thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử thì rất là khó khăn trong việc đấu tranh với loại tội phạm này. Để triển khai cái số 12 thì chúng tôi đã được tập huấn, bồi dưỡng rất nhiều các cái nội dung. Trước hết đấy là tập huấn về cái việc sử dụng và triển khai hai cái phần mềm điều tra hình sự và nghiệp vụ cơ bản. Cái thứ hai là được tìm hiểu và nghiên cứu để ứng dụng những cái dữ liệu tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để mà phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Và thứ ba là chúng tôi cũng được tập huấn cái việc xử lý các cái tình huống theo cái phương án số 01 của Bộ Công an để đấu tranh với các cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng trong thời gian gần đây. Công tác giám định là nhiệm vụ chính trọng tâm, đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng kỹ thuật hình sự. Từ đó, những thủ đoạn, dấu vết phạm tội đã được phơi bày ra ánh sáng. Thuốc lá điện tử vốn được giới trẻ ưa chuộng bởi hương thơm hấp dẫn, thể hiện độ sành điệu, chịu chơi. Chính vì vậy, tội phạm ma túy cũng đã tận dụng loại hình này để trà trộn ma túy. Song vài thưa không che được mắt thánh, bằng năng lực, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ, Viện Khoa học Hình sự qua công tác giám định đã liên tiếp phát hiện nhiều chất ma túy mới. Đây là các chất ma túy có nhiều tác hại rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng thần kinh, sức khỏe của người sử dụng. Đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển thể chất và trí não. Các cái chất này thường là được các đối tượng dùng cần sa tổng hợp để phun tẩm vào cái dung dịch thuốc lá điện tử cũng như là tinh dầu thuốc lá điện tử, sau đó bán cho các cái đối tượng bán buôn bán lẻ để phân phối ra địa bàn trong cả nước. Chính quy tinh nhuệ hiện đại, lực lượng cảnh sát cơ động luôn là lá chắn thép trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước. Khi sẵn sàng chiến đấu tại những nơi nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, đối mặt đấu tranh trực diện với các loại tội phạm. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc rèn cán luyện quân đều rất gian nan, vất vả. Việc dạy sâu luyện kỹ chính là phương châm trong mọi chương trình huấn luyện đào tạo.
luyện mới thành tài, miệt mài tất sẽ giỏi. Đây chính là tinh thần chung của tất cả những người lính cảnh sát cơ động. Cũng sẽ cũng cố gắng đến mức cao nhất để làm sao đấy để góp phần mà giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Và đúng như là lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn lực lượng công an, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Thì đấy là cái mà lực lượng công an chúng tôi luôn tâm huyết và quyết tâm để thực hiện. Có thể khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng với lực lượng công an nhân dân. Những lời huấn thị của Tổng Bí thư đã có phần quan trọng trong việc phát triển và nâng cao năng lực của lực lượng công an nhân dân, từ đó đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bàn giao 13 đối tượng cho công an địa phương xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trà Ôn và Công an xã Thới Hòa triệt phá tụ điểm đánh bài và đá gà qua mạng Internet ăn thua bằng tiền tại một quán nước giải khát thuộc ấp Tường Thọ, xã Thới An, huyện Trà Ôn, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan. Được biết, tụ điểm trên do Đặng Văn Danh, trú tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn đứng ra tổ chức. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài, 15 điện thoại di động, 10 xe mô tô và trên 42 triệu đồng. Đến thời điểm này, nước lũ tại Sơn La đang rút, lực lượng chức năng và bà con đã bắt tay vào việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ trong những ngày qua. Hiện vẫn còn 20 ngôi nhà cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả ngập trong nước. Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lớn xảy ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 7 tại bản Phứa Cón, xã Triềng An, thành phố Sơn La đã làm ngập sâu 35 ngôi nhà, cuốn trôi ngập úng 5 hectare hoa màu, cây ăn quả đang trong thời gian thu hoạch, gần 5 hectare lúa mới cấy. Dự báo, từ chiều tối ngày hôm nay 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to, có nơi trên 300mm. Để ứng phó với tình trạng ngập lụt, người dân trên địa bàn thành phố Sơn La đã khẩn trương di dời các vật dụng, tài sản trong gia đình đến nơi an toàn, chủ động làm các tấm chắn, dùng các bao cát, bao đất để chặn, hạn chế nước, bùn đất tràn vào nhà nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.